Hello, chào em, chào mọi người nha. Chào mừng em quay lại với kênh của mình. Ok, làm tí công thức chia sẻ cho anh em để anh em có thể là tự tin vào cái bộ môn bát đĩa. Em kiếm ngày công cũng như là kiếm gọi là một chút lãi trong những cái ngày gọi là hot bộ môn bát đĩa ở trên con FB68 như thế này. Nói chung là cái gì cứ tự tin áp dụng là cái cần thiết nhất đúng không? Đấy, cứ tự tin là áp dụng công thức. Có công thức trong tay thì hầu như là có tất cả. Có luôn cả là cái cách chơi game đúng không? Nói chung là với những cái công thức mà mình muốn chia sẻ sẽ giúp anh em là chơi cũng như là bắt cầu theo cầu cách là nói chung là cực kỳ là nhanh. Em có thể tham gia từ những cái cầu ví dụ như là cầu bệt này. Cái cầu đó là cầu dễ xuất hiện nhất hay là cầu một? Nó dễ xuất hiện nhất là những cầu mà mình cũng hay chia sẻ cũng như là hay chơi nhất đấy, bởi vì làm theo mình thấy được gì cái cầu đấy thì thông thường thì nó hay ra như kiểu là ngang với những gọi là có một phiên nhá, một cái bảng phiên đó ấy, thì ít ra nó phải có tầm hai phần bệt rồi đúng không đấy. Lâu lâu nào mà trả rồi thì nó chỉ có nguyên là 110 thôi, còn đâu là chắc chắn 100% là sẽ có bệt, không có bệt thì không phải là cầu đúng không, không phải là cầu của bộ môn bát đĩa rồi. Nên là vì thế thì vào chơi vào vào kiếm lúa thì em cứ bình tĩnh tự tin đấy, dù là kết quả ra sao thì vẫn là tự tin em nha, là chốt lãi là ngon rồi. Ok thì công thức thì có này, mình sẽ dạy cho anh em. Đấy, ví dụ như như cái đầu tiên ấy, em vào quan sát cái tầm là 1 đến 2 tay đúng không? Quan sát tầm 1 đến 2 tay thì em chỉ cần đó là tính vừa quan sát vừa tính cái này cho mình. Áp dụng là xem có đúng không thì mình sẽ đánh to. Đấy, thì sẽ vào vốn luôn, còn không thì mình vẫn là cứ là quan sát đều đặn và bình thường cho mình. Đấy. Vậy là 3 này cộng 2 này 5 5 cộng với tổng của một phiên có cửa nào lớn nhất thì mình cộng vào, ví dụ là 7 đi bằng 12 12 suy ra đá là C. Đấy, đơn giản đúng không, đơn giản dễ hiểu cũng như là quan trọng là cái độ chính xác nó phải cao chứ không phải là chỉ có công thức áp dụng không em nhé. Bốn cộng với là 2 bằng 6, 6 cộng với tổng là 12 đi bằng 18 đúng không, 18 nó là C tiếp. Đấy, hoặc là ví dụ như là khi mà lên nhiều rồi ấy thì ví dụ như là 12 cộng với là 4 cộng với 4 bằng 20, 20 là C tiếp. Đấy, chứ là đơn giản là đúng không, tính toán thì cứ đảm bảo em là tỷ lệ nói chung là cực kỳ là lớn, bất bại luôn nhưng mà không có gì sẽ thua. Đấy, thua thì không thể thua được. Đấy, tiếp tục nha, 10 4 cộng với 6 cộng với anh nhầm, không phải 6, tức là 3 cộng với 1 7 18 tiếp. Và C tiếp anh em ạ. Đấy, dễ hiểu mà đúng không, chả có gì khó cả, khó thì chỉ có là cách suy nghĩ của anh em mà thôi, khó ở cái cách bắt cầu của anh em mà thôi. Nên là vì thế thì anh em chơi anh em bắt cầu cứ bình tĩnh xử lý làm sao mà đưa ra kết quả chuẩn nhất thì anh em mới vào vốn cũng như là anh em mới gọi là áp dụng em nhé. Đấy. Ok thì đây công thức thì đã có rồi, thì bây giờ mình chia sẻ cho anh em cái thuật toán chơi làm sao để tăng cái tỷ lệ thắng cũng như là tăng cái tỷ lệ thành công, nó sẽ lên gọi là cực kỳ lớn đấy em nhé. Đấy.
Ok, tiếp tục. Ví dụ là 20. 20 anh em cộng với đó là ví dụ là cộng với 2 chẳng hạn, hay là cộng với 1 đúng không? Thì bằng 23, 23 thì em đá vào L đấy. Đơn giản đúng không? Dễ hiểu mà đúng không? Chẳng gì khó cả. Khó là cách suy nghĩ của anh em mà thôi. Khó ở cái tư duy của anh em mà thôi, chứ mình thấy là chơi cứ bình tĩnh tự tin là chốt lãi kèo thôi đúng không? Tiếp tục ví dụ như là 20 6 đi cộng với là 3 cộng với là 3 tiếp 263 là 29, 293 là vẫn là ra 32 à? Thế là vẫn là vào cái điểm C nhưng mà vẫn là cái điểm C, thì đi tính lại cuối cùng vẫn là đá vào C thôi đúng không? Đấy. Nên nói chung là phép tính nào cũng thế thôi, cũng chỉ là đưa ra như hai kết quả, hai cửa cửa C và cửa L, hai cửa chính. Đấy, anh em có thể dựa theo anh bắt nguyên hai cửa đấy cũng được đúng không? Cứ bình tĩnh xử lý làm sao mà chuẩn xác cũng như là nét là được. Đấy, tuy là có những cầu 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 khó thì mình sẽ bắt ở những cầu nào đẹp mình sẽ vào luôn, có nhất thiết là mình phải chơi cầu nào cũng phải chơi, cầu nào cũng phải phang làm gì cả, nó áp lực. Nên vì thế thì cứ bình tĩnh tính toán một cách là chi tiết cũng như là một cách gọi là đúng đắn nhất nha. Hãy lựa chọn cho mình một cái lối chơi, một cái công thức đúng, đừng có lựa chọn sai. Nhưng mà lựa chọn sai là hơi mệt đúng không? Nên là vì thế thì em cứ bình tĩnh. À, chơi hay không chơi thì cứ thoải mái em nhé. Ok, thì đó là một chút kinh nghiệm của bản thân mình đã từng chơi cũng như là từng trải qua khi mà giúp anh em có thể là hiểu rõ cũng như là bắt cầu một cách là nhanh chóng cũng như là trọn vẹn nhất anh em nhé. Ok, thì video này thì mình cũng chia sẻ anh em đây thôi, và hy vọng là sẽ giúp anh em là kiếm lúa cũng như là kiếm lời một cách là hiệu quả nhất. Đấy. Nói chung là cầu thì cứ phải đơn giản là theo là cái đơn giản nhất nhá. Ok, thì chào anh em chào người nhá. Bye anh em, gặp anh em ở những video sau nhá. Bye.